Rồi trong cái hồ sơ anh nghe em nói là hình như là cha mẹ có đánh dấu sao đó rồi anh chưa có Dạ hiểu. có, dạ là cũng như trên cái trán của em á, có một cái thẹo trên ngay ngay chân mày luôn, ngay chỗ này, ngay chân mày, rồi ở trên đây một cái thẹo nữa rất là sâu. Em để ngón tay vô có lọt, là khi mẹ em đã vô bệnh viện, vô trong trại trại mồ côi sinh là em đã có hai cái thẹo này rồi. Nhưng mà cái đó chắc anh nghĩ là vô tình em bị mục mày hoặc này kia, chứ ai đâu mà trẻ em mà đi đánh dấu vậy, nó chết nó làm sao? À, theo mẹ em kể á, là trong cơ trại cô di viện á, người ta nói á, là người ta đem lại, người ta giao là đã có hai cái thẹo đó rồi. Rồi trước tiên là em cho anh biết tên của em ha. Dạ em tên em hiện giờ là Phan Văn Sơn. Phan Văn Sơn là sinh năm mấy em? Dạ năm 79 anh. Một À. 1979. Và hiện tại là em ở tỉnh nào? Em giờ em đang ở giấy tờ của em á là ở tỉnh Tiền Giang. Hiện tại bây giờ em đang làm ở đâu? Đang ở đâu em? Dạ, hiện giờ là em đang làm ở Hậu Giang. Và hôm nay em kết nối là để kiếm ai? Đã kiếm cha mẹ của em á. Và em có biết tên và năm sinh của cha mẹ không? Dạ không anh. Về câu chuyện của em thì diễn ra như thế nào ha? Hồi đó mẹ nuôi của em á đi là ở trên Sài Gòn á, rồi có đi vô trại mồ côi của thành phố Hồ Chí Minh đó, sinh sinh em về nuôi tới giờ. Rồi chỉ mẹ mẹ em có nói là em là tên Quang Hồng Anh thôi, chứ còn không có nói được cái gì nữa hết. Quang Hồng Anh hả? Đúng mà. À, là tên gốc của em á hả? Dạ đúng rồi. À, họ Quang, anh không nghe họ Quang ta. Dạ bởi vậy. Quang Hồng Anh. Rồi có thông tin gì về cha mẹ ruột không? Dạ không anh, không còn có tin tức gì nữa hết. Rồi em cũng không nghe ở cái chỗ mà cô nhi viện đó kể, không không mẹ không nghe mẹ kể lại là cái hoàn cảnh như thế nào mà gia đình cho em này kia hả? Dạ không, hồi đó mẹ chỉ vô vô bệnh viện đó rồi gặp vậy rồi xin đem về luôn, chứ không có gặp với bên cái người bên kia cha mẹ của em. Ở cô nhi viện hay là bệnh viện? Cô nhi viện của thành phố Hồ Chí Minh quận 7 á. Ở bên quận 7. Rồi trong cái hồ sơ anh nghe em nói là hình như là cha mẹ có đánh dấu sao đó rồi anh chưa có Dạ hiểu. có, dạ là cũng như trên cái trán của em á, có một cái thẹo trên ngay ngay chân mày luôn, ngay chỗ này, ngay chân mày, rồi ở trên đây một cái thẹo nữa rất là sâu. Em để ngón tay vô có lọt, là khi mẹ em đã vô bệnh viện, vô trong trại trại mồ côi sinh là em đã có hai cái thẹo này rồi. Nhưng mà cái đó chắc anh nghĩ là vô tình em bị mục mày hoặc này kia, chứ ai đâu mà trẻ em mà đi đánh dấu vậy, nó chết nó làm sao? À, theo mẹ em kể á, là trong cơ trại cô di viện á, người ta nói á, là người ta đem lại, người ta giao là đã có hai cái thẹo đó rồi. Dạ. Rồi có khi nào mà có gặp một cái sự cố tai nạn hay là cái gì đó rồi cha mẹ không có điều kiện nuôi rồi ai đưa em vô đó không, chứ trẻ em mà nói để mà đánh dấu nó vậy thì sao chịu nổi? Thì theo em biết được cái thân thể của em vậy, thì em nói cho anh cho nó coi có thể được cái chút nào hiếm đó thôi. Đúng rồi, thì đương nhiên là mình cứ chia sẻ, nhưng mà theo anh nghĩ là cái đó anh nghĩ là một cái sự vô tình thôi chứ không phải cha mẹ đánh dấu đâu. Anh thấy trong hồ sơ thì anh thấy em nói là chắc là cha mẹ đánh dấu, nhưng mà anh nghĩ không phải đánh dấu vậy, chết con người ta. Đôi lúc mẹ nuôi của em cũng có hay hay nói á, là cái thẹo này là ba mẹ của em làm giấu lại, là nó lúc mà mẹ buồn á mẹ nói vậy thôi mẹ nuôi á. Nhưng mà em cũng nghĩ không biết nó cũng được 5 năm 50 50. Rồi bây giờ cái câu chuyện của em á, thì chỉ dựa vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái địa điểm là ở cô nhi viện ở bên quận 7.
đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Điều thứ hai nữa đó là đang nghi ngờ em sinh năm 1979. Dạ. Ừ. Và điều thứ ba nữa đó là nghe đâu là tên chính của em là Quang Hồng Anh. Dạ đúng rồi. Ừ. Đó. Thì không biết là cái lúc mà ba mẹ nuôi em sinh em về đó, thì lúc đó là em được bao nhiêu tuổi hay là bao nhiêu tháng tuổi? Mới 3 tháng tuổi hả? Ồ. Ồ, mới 3 tháng tuổi mà trẻ em đã bị cái thẹo vậy rồi sao? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc thì gia đình em có gặp sự cố gì em ơi. Chắc sự cố gì ấy, chứ còn... Thì thôi bây giờ em chia sẻ vậy thì anh cũng ghi nhận coi thử rồi có cơ may không. Ừ. Cái trước ngực của em nó có một cái mục ruồi bự lắm, mục ruồi nó bằng lốt đũa. Ừ. Dạ, ngay 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 giống thị á. Ừ. Dạ. Trước đây á, là em biết anh cũng có được ghi nhận một cái câu chuyện là ở ngoài Quế Sơn ở Quảng Nam á, thì là nghe nói cái khi mà cho con á, là gia đình cũng có một cái trường hợp đặc biệt nên buộc lòng phải cho, nhưng mà rồi nghe nói người mẹ đó lấy cây nhang á, cây nhang đang còn còn thắp á, thắp nhang còn Dạ. sáng gì đó là châm vô Dạ. để đánh dấu, Dạ. châm vô tay của con á, hình như ba dấu hay gì đó để đánh dấu để sau này tìm. Thì cái đó thì Dạ. anh có nghe nói, còn mà em mà có cái thẹo mà lấy ngón tay mà em đặt vô mà còn thấy lõm thì cái chuyện đó là cũng hơi hiếm. Dạ, hiện hiện bây giờ đó là em để tay vô nó lọt vô khoảng nửa nửa ngón tay mình. Trời ơi, ghê vậy đó Dạ, hả? hiện Nửa giờ đó. Dạ, ngay chỗ này luôn. nửa lóng tay hả? Dạ. Nhưng mà nửa lóng tay là em đặt tay nằm hay là đặt tay đứng? Đặt tay nằm á, vậy nè, tại cái À đường à nó dài mà, à cái à đường nó dài á. à vậy à. Vậy thì anh nghĩ chắc là anh phỏng đoán thôi nha, là có thể là gặp cái sự cố tai nạn nào đó, rồi có thể là ba mẹ cũng có thể gặp cái vấn đề không may, rồi người ta đưa em vô cô nhi viện người ta gửi, thì đoán đoán vậy đó, chứ còn trẻ em đâu mà đánh dấu gì mà đánh dấu mà kinh khủng vậy thì sao nó sống nổi. Đánh dấu chưa vừa vừa thôi, ví dụ như là châm nhang hay là châm thuốc lá này kia thì còn còn có lý chứ, ai đâu mà làm cho một đường dài vậy sao sống nổi. Là em thấy là mẹ nuôi em cũng thường thường nói em mấy cái thẹo này nè, cũng hay nói cái câu đó. Ừ. Rồi ok em, thôi rồi anh Dạ. ghi nhận rồi, bây giờ chúng ta chờ vào cái cơ duyên, thì nếu mà may mắn mà gia đình em nghe được và phát hiện qua những cái điều mà em chia sẻ trên mà thấy có khả thi thì là đôi bên đi xét nghiệm với nhau, thì cũng mong em kiếm được gia đình của em. Dạ, ví dụ Ừ. mà em có tin tức gì em có thể gọi cho anh hoặc là nhắn tin cho anh thêm ha. Ok, thì nếu có tin gì thì em báo cho anh thêm. Ví dụ chẳng hạn như em có khai thác được điều gì thêm đó. Nhưng mà theo anh nghĩ thì là chắc cũng khó, bởi vì ở cái chỗ là cái lúc đó mẹ nuôi em sinh thì cũng sinh qua một trung gian. Vì Đúng vậy rồi. cho nên nói để mà bây giờ kiếm lại cái thông tin của cha mẹ ruột thì cũng hơi khó. Nên thôi tới đâu thì mình hay tới đó. Rồi có Tại ai... tại mẹ nuôi của em hiện giờ nó bà tới 80 tuổi rồi, cho nên em mới định hồi đó giờ em không dự định đi tìm, nhưng mà mẹ em thì cũng già rồi em mới đi tìm, chứ hồi đó giờ em không dự định đi tìm. Bây giờ em lập gia đình chưa? Dạ rồi anh. Ok em, rồi có ai lên tiếng thì anh báo cho em hay ha. Dạ, cảm ơn anh Tướng. Mà thấy em để trong đây dường như là cái hoàn cảnh của em cũng khó khăn, vì vậy cho nên là thôi để cho nó hiệu quả cho công việc á, thì có ai biết được trường hợp của em thì mong được bà con hàng xóm hoặc là những người thân đến xác minh giùm, rồi anh đứng ra anh hậu tạ cho người ta 5 triệu đồng để cho người ta có cái chi phí người ta đi xác minh nếu người ta biết. Dạ, thì có gì em sẽ ấy lại anh cho, không em cũng ráng thôi chứ giờ em À, anh biết, dạ. thấy em viết ở trong đây anh biết là em khó khăn, nên thôi cái điều đó nếu mà đủ duyên mà em kiếm được gia đình thì có ai ở hàng xóm hoặc này kia biết được cái trường hợp của em thì mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng, rồi có ai biết được thì anh đứng ra anh hỗ trợ với người ta tiền xăng xe này kia, 5 triệu đồng cho người ta đi xác minh cho nó được, để cho nó được việc cho mình á. Rồi Dạ, vậy nha em em cảm ơn nha. anh Tướng. Rồi Dạ. chào chào em ha. Dạ, chào. À, trước tiên là cô giới thiệu về cô cho con được biết ha.
À, cô tên là Nguyễn Thị Bình. Dạ. Cô ở tại Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng không? Dạ. Rồi hôm nay cô Bình kết nối là để kiếm ai cô? À, cô kiếm chị ruột cùng cha khác mẹ. À. Và chị của cô là tên gì và sinh năm nào ha? À, chị của cô là Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1952. Dạ. Nguyễn Thị Ngoan. Đúng rồi. Dạ. Và hồi đó là thất lạc nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào cô? À, khi mà cô biết đó, là hồi nó cô cỡ tầm 8 tuổi, khi nó ba cô còn sống là chị bỏ nhà chị đi. Ồ. Rồi là năm nớ là cô đoán chừng là cỡ năm 65 hoặc năm 1956 á. Đứa Dạ. tới năm năm 1967 thì ba cô mất. Dạ. Thế thì khi mà ba cô mất tới năm 6 1969 á thì cô thấy có một người đem cái thư tay về cho gia đình. Thì chị có nói rằng là trong thời gian chị thai nghén chị không về được, nên hồi đó là mãn tang của ba cô đó. Đó là chị có nói câu nói, chị nói là ngày con thời kỳ thai nghén không về được, con sinh xong thì sẽ về thăm gia đình. Mà nhưng tin đó mà chị không có về, chị đi luôn cho tới thời gian cho tới hôm nay. Dạ. Và cái thời điểm chị ấy đi là lúc đó chị hình như mới được khoảng 14 tuổi. Cô Thì ạ. cô đoán chừng đó, cô sinh à, chị theo để cái khai sinh mà chị cô coi được nó là sinh 1952 đó. À, 1952 và đi 1966 phải không cô? Đó, 1966 Dạ. hồi là nhà mẹ cô là sinh đứa em sinh 64, là chị vẫn còn bồng em đút cơm cho em ăn được, là cô À. nghỉ từ 65 tới 66 là cô đi đó. À, mà không biết là trong cái quá trình đi thì do giận hờn hay là do như thế nào mà lại đi cô ạ? À, cái nớ thì cô không biết, tại vì hồi nó cô còn bé quá, mà thời nó cô biết là ba mẹ cô hồi ba cô còn sống mà không biết đi là do ông có sắp xếp không thì cô không biết, mà ông chết đột ngột, chết bất đắc kỳ À. tử. Đó là À. vì đứa là không có biết tin tức như vậy chị. À, nhưng mà sắp xếp có nghĩa là ba đồng ý cho đi hả? Ý chị là vậy À đó không, hả? cái đó thì cô không biết, mà nhưng cô không đoán được vì hồi quá nhỏ, cô mới có 7 8. Đó là theo cô đoán như đứa, nếu mà gia đình thì cũng có đi tìm, mà nhưng tìm quanh ở địa phương thôi chứ còn không có đi tìm xa, còn không biết giữa ba cô mi cô có bàn tính nhau không thì không biết, mà nhưng thấy ba không đi tìm đường xa biết không. Vậy cô có thể cho con biết được tên của thân nhân của những người trong gia đình đó thì điều này thì cũng có thể là cô sinh con cái này kia thì cũng có kể cho con cái nghe đó, thì hy vọng là những người con đó có xem được chương trình thì nhận diện ra. Rồi. À, cô biết là quê của ba cô là quê ở Y Yên, Nam Định. À. Mà mẹ của cô Ngoan đó, chị Ngoan đó là theo như trong dâu phả là mẹ chị tên là Tuyển. Dạ. Ba của chị của cô là sinh là tên là Nguyễn Thanh Tân. Dạ. Rồi còn dưới cô là em của cô, là em kế cô chị Ngoan đó là Nguyễn Quảng Ngãi. Dạ. Rồi còn kế tới cô là Nguyễn Thị Bình. Dạ. Sau của cô là thằng em kế cô là Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Vinh, đó là bằng nữ người. Dạ. Đó. Và khi khi ra đi là đi từ địa phương nào cô? À, đi hồi nớ là quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Con đường đó là con đường Ông Bích Khiêm đó. Hồi xưa là đường Khải Định, mà bây giờ là đường Ông Bích Khiêm, là từ Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Và vào năm 1990 mấy đó mà cô viết thư về là Là lúc có một người hàng xóm nó đem thư tay về, mà hồi nó cô cũng không chú ý, tại vì hồi nó cái tuổi còn nhỏ quá vô tư, mà cô nhớ là nó là năm số 9 giỗ ba cô đó, cái ngày giỗ ba cô người ta đem thư tới, ba cô chết năm số 7. À, tới là năm số 9 đó là ngày cô nghĩ là ngày đó là ngày mãn tang của ba cô, là người nó cầm thư tay tới, mà cô cũng không để ý là người nó ở xa hay gần, mà chính là cô là người đọc cái thư đó. Và có đoán đoán được là vào thời điểm đó thì là cô Ngoan là ở đang ở đâu không? Thì theo như nói là cô nớ là có quen biết chi với cái người cùng địa phương hàng xóm,
mà còn đi thì người đoán là đi với người ở đó, trong đó là hồi nó có vô mô sống trong thành phố Hồ Chí Minh thì đúng hơn. À, vậy có ha. Dạ. Rồi, vậy con đã nắm được cái thông tin cơ bản rồi. Rồi để con cập nhật lên. Thì nếu có may mắn mà cô Ngoan đang còn mạnh khỏe thì có thể nghe được câu chuyện này thì sẽ dễ nhận diện đó là gia đình mình đang kiếm. Còn nếu không nữa thì là những người xung quanh hoặc là con cái của cô Ngoan thì có nghe được thông tin này thì xin liên hệ lại dùm để rồi con sẽ kết nối. Rồi cô cảm ơn con thế này. Con có ghi là cái quê quán của giữa hồi nãy cô đi là ngoài Bắc, vô di cư vào Nam với ba cô, là cô đã lớn nên cô biết quê hương là Ý Yên, Nam Định. Thế rồi Rồi. nếu mà con kết nối được thì cô xin hậu tạ 5 triệu. Hậu Rồi tạ cho người báo tin. cô cảm ơn con. Rồi, vậy con chúc sức khỏe cô, có ai lên tiếng thì con báo cô hay. Rồi. Rồi chào cô nha. Trước tiên là anh giới thiệu về anh cho em được biết ha. Em tên Nguyễn Minh Đức. Dạ, Nguyễn Minh Đức. Anh Đức là sinh năm mấy à, anh Đức ha? 1974 anh. Dạ, 1974. Và hiện tại là anh Đức ở tỉnh thành nào? Hiện tại là lúc trước là sinh là quê quán ở Bình Định, ở thôn An Quang, xã Cát Khánh, tỉnh Bình Định. Dạ. Rồi lúc bắt đầu là khi mà thanh niên rồi bắt đầu là đi mưu sinh làm ở Vũng Tàu, ở lập nghiệp Dạ. ở. Rồi bây giờ đang ở Vũng Tàu anh ha. Dạ. Dạ. Và hôm nay là anh Đức kết nối là để kiếm ai anh ạ? Đức kết nối là để tìm mẹ. Dạ. Anh có tên và năm sinh của mẹ không? Tại mà cái câu chuyện của mình á là nó hơi là nó mất thông tin nhiều, tại khi mà chỉ là những thông tin là nghe ông kể lại thôi. Ông nội Dạ. lúc trước là mẹ với bố là hai người gặp nhau là cũng ngồi ở ở ngoài đường, cũng khi mà bố đi làm á là đi dưới tàu đỡ đi bơm muối á, đỡ là đi điều hành những cái máy mà đỡ hoạt động đi ra ngoài Quảng Ngãi á, là lúc vào vào cảng Quảng Ngãi á, là ở ngoài đảo Lý Sơn, quen ở đảo Lý Sơn. Cái câu chuyện là khi mà lớn lên là khi mà chỉ nghe ông bà ở lại thôi, chứ còn những cái thông tin nhờ cái hoài á là mình bị mất liên lạc mất đi. À, Dạ, là bố là có nghĩa là anh không có tên họ tên của mẹ, năm sinh của mẹ đúng không? Không có đúng không? chỉ Dạ. biết chỉ biết là hồi có bà cô và biết là nhìn trong giấy căn cước của mẹ là tên Trần Thị Lan thôi. À, Trần Thị Lan. Ừ. Dạ. Và nếu mà tính theo độ tuổi thì năm nay khoảng như thế nào, có nghe kể không? Khoảng bao nhiêu mấy chục? Độ tuổi mẹ thì nếu tính là nó nằm khoảng 70. Ừ. 10 ông Dạ. ba ông. Dạ, Nguyễn Thị Lan ha anh. Trần Thị Lan. Trần Thị Lan, dạ. Và có biết quê quán của mẹ là ở đâu, anh có biết không? Quen nhau là ở Lý Sơn hả? Quê quán của mẹ là khi mà cái câu chuyện khi mà nội cỡ lại á, là lúc đó nội đi một chiếc tàu khác, còn bố mình là đi một chiếc tàu của ông mình là đi chiếc tàu khác buôn muối. Mà khi mà nó bị gặp cái cơn gió ngoài đảo Lý Sơn vào á, thì hai người mới bị chìm tàu, bắt đầu mới quen nhau, quen nhau ngoài đường, quen nhau ở trên tàu luôn. Mà lúc là nghe câu chuyện mà nội cỡ lại là mẹ mình á, là bố mẹ cũng ly hôn rồi, mẹ mới lên chùa sống, mẹ lên chùa mẹ ở tại túc chùa mới lấy nhang đi ra ngoài đảo Lý Sơn bán, rồi ngoài đảo Lý Sơn bắt đầu mang tỏi vào bờ bán đất liền bán. Mà lúc là mẹ là cũng có một ông, có ông chủ đò gọi là ông nhận làm là ba nuôi đó, là mẹ cũng ở trên đò đó vừa tá túc giống như là một nhà ở làm con nuôi vậy. Nghe là nội cỡ lại thì sau thời gian đó là bố đi đi dưới tàu buôn muối, bắt đầu khi vào bờ á, là bắt đầu là hai người quen nhau, thì nó nảy sinh tình cảm, bắt đầu là có bầu đó, có bầu bắt đầu khi Rồi mà câu chuyện anh ơi, em xin lỗi anh nha,
À, em xin lỗi anh, tốt nhất á, là em hỏi vấn đề gì thì anh trả lời vấn đề đó để cho nó ngắn gọn gọn và dễ hiểu nhanh nha. Rồi cho em hỏi là nghe thông tin của mẹ là tên là Trần Thị Lan à, phải không ạ? Dạ. Dạ, Dạ. và hay đi buôn từ đảo Lý Sơn đi vô đất liền và lấy hàng từ đất liền lại buôn ra đảo Lý Sơn. Ừ. Dạ. Rồi trong một cái chuyến đi thì gặp mưa bão gì đó rồi đắm tàu rồi ba mẹ có anh mới quen biết nhau. Dạ. Dạ. Và anh có biết là thân nhân của mẹ có nghe nói là có ai tên gì không? Ngoài tên mẹ ra có ai tên gì? Anh có biết không? Thân nhân của mẹ là trong thời gian lúc là mình 20 tuổi, là lúc đó có một ông ngoại nuôi, ông tên ông Đức, ông là chủ đò, không biết là ông nằm ở Bình Châu hay là nằm là chủ đò. Ông chủ đò đó là ông nghe tin là bố còn ở Việt Nam, hồi đó là khi tăng cư rồi tưởng là mỗi người mỗi nơi à, rồi nghe ông đó mà ông ngoại nuôi á mới vào gặp mình à, rồi mình mới xin số thoại mới liên lạc khi ở Vũng Tàu mình đi ra ngoài Quảng Ngãi gặp ông ngoại nuôi. Ông ngoại nuôi tìm cái nơi mà mẹ thường tới lui cũng không gặp à, rồi câu chuyện bắt đầu nó tắt lịm lần. Dạ, đại khái ý em hỏi đó là ngoài tên của mẹ ra thì có nghe kể lại là thân nhân của mẹ có ai không? Ví dụ như là có người gì tên gì hay là có ông ngoại tên gì hoặc này kia đó, anh có thông tin gì thêm không? Tôi không có thông tin gì. Rồi, rồi ok. Thì không thì anh có nói không là được rồi để dễ xác định. Chứ anh nói nó dài dòng rồi nó cũng rất là khó hiểu và mất thời gian nữa, khó xác định đó. Dạ, rồi ba của anh tên gì? Ba tên là Nguyễn Văn Dạ. Tráng. Nguyễn Văn Tráng. À, Nguyễn Văn Tráng. Dạ. Vậy thì sau khi mẹ sanh anh ra thì cái lý do như thế nào mà mẹ con mất liên lạc với nhau rồi anh sống bên nội hả? À, lúc mà sinh ra là có 2 3 tháng mà không biết là mâu thuẫn giữa người lớn mình nhỏ mình không biết được. Rồi mẹ đi là lúc đó mình chỉ mấy mấy tháng thôi à, rồi có thời gian đi là 1 năm rồi mẹ mấy tháng đó sau 1 năm là mẹ có quay giờ, mấy năm 2 3 năm mẹ có quay giờ lại. Dạ, nhưng mà đó là mẹ để anh lại cho ba hả? Để lại cho bên ba bên nội nuôi hả hay sao? Dạ mẹ sao mà Dạ. mẹ đi ẩm lên mẹ gửi mẹ nói là mẹ ấy. Dạ. Chị có rành câu chuyện không? Chị có rành câu chuyện thì chị có thể kể cũng được. Dạ. Không, bà xã là bà khi bây giờ làm dâu là chỉ nghe cô rồi trường thuật lại thôi, chứ cái câu chuyện nó không nắm rõ được. Dạ, rồi cho em hỏi thêm. Vậy rồi khi sanh anh ra là mẹ để lại cho ba nuôi, Dạ. để lại cho ba nuôi anh. Ừ. Dạ. Dạ, rồi cái lúc đó thì ba là ở địa phương nào, huyện nào, tỉnh nào, xã nào? Ba ở là coi như là thôn Đề Di, huyện Phù Cát, xã Cát Khánh, Bình Định hả? Bình Định. Dạ. Dạ. Rồi nghe nói là lâu lâu mẹ có về hả? Vài năm gì đó mẹ có về hả? Có một lần mẹ vừa một lần rồi mẹ đi luôn. Dạ. Mẹ vừa là ông bà nội không cho nhận, không cho bớ mình đi á. Bây giờ là đưa con đi, nhưng mà ông bà Dạ. nội không cho, nó đỡ lại là ông bà nội nuôi. Từ đó là mẹ đi luôn chứ không có quay về nữa. Dạ. À, anh hồi nãy đọc họ tên của ba là cái gì Tráng? Nguyễn Văn Tráng. Nguyễn Văn Tráng. Dạ. Ba anh bây giờ còn khỏe không? Ba còn khỏe. Dạ. Vậy anh không hỏi được gì thêm về tung tích của mẹ qua ba à? Ba không có đề cập tới, nhưng mà khi ở sống nhà, nhưng mà chủ yếu là ở với bà nội. Bố thì có gia đình riêng thì nó có một như là nó hơi nhạt nhẽo hơn, từ đó là mình cũng không có đề cập được. Dạ. Rồi, vậy bây giờ câu chuyện của anh đó thì là cũng hy vọng là ở bên ngoại nghe tên của mẹ rồi có được biết là trước đây mẹ có quen với ba anh là Nguyễn Văn Tráng. Theo như trong câu chuyện của anh kể thì mong được cái sự mà lên tiếng của bên gia đình bên ngoại để cho anh biết được cội nguồn, biết được mẹ. Thì đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì ở trong cộng đồng mà bạn bè này kia của mẹ hoặc là hàng xóm của mẹ đó mà có nghe trước đây mẹ có nói về anh đó thì là cũng mong đủ cơ duyên để đôi bên nhận ra nhau
qua cái chuyện kể hôm nay thì cũng mong là anh biết được về cái cội nguồn. Rồi vậy thì để em cập nhật, rồi có ai lên tiếng thì em báo anh hay ha. Thôi em cảm ơn anh nha. Dạ.